Kênh giải trí tổng hợp xin thân mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay thì kênh sẽ xin giới thiệu cho quý cô chú, anh chị, các bạn là cái mô hình trồng dừa Mã Lai trong suốt thời gian vừa qua quý cô chú, anh chị, các bạn mà quý cô chú, anh chị, các bạn đã quan tâm á. Thì ngày hôm nay thì Sơn đã hỏi rất là kỹ là cái nguồn gốc những cây cây dừa bố mẹ, dừa Mã Lai bố mẹ đó. Thì hiện tại thì Sơn cũng đã xuống tới nhà của chú Mười. Đây là chú Mười ở xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha quý cô chú, anh chị, các bạn. Thì đây là cái vườn dừa của chú, là vườn dừa giống bố mẹ mà chú đã phân phối bán trong tỉnh Tiền Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thì hiện tại thì Sơn đã quay mấy cái mô hình mà dừa Mã Lai trên xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho vừa rồi đó. Là những cái hộ dân ở đó người ta cũng đã mua dừa từ nhà chú Mười, người ta trồng á, mà nó cho trái mà đạt cái năng suất cao như vậy. Thì hôm nay Sơn xuống đây sẽ làm rõ thêm cái dừa bố mẹ như thế nào và gặp chú Mười để trao đổi chú Mười coi cái mô hình của chú mà để chú bán dừa giống như thế nào nha. Đây, đây là chú Mười. Chú Mười chào bà con nông dân đi chú Mười. Tôi chào tại bà con nông dân của mình. Dạ. Thưa chú Mười, thì con hỏi đại con cũng quay nhiều video clip mà dừa Mã Lai á chú. Thì sau đó con mới biết được là cái những cái hộ dân trên đó là mua dừa của chú á. Nay xuống tham quan cái những cái dừa bố mẹ mà của chú để mà cho bà con ta biết thêm á. Thứ hai nữa ở đây chú nghe chú là cũng cung cấp con giống đó. Thì để cho bà con biết luôn. Thì sau đây thì để con với chú đi tham khảo thêm mấy cây cây dừa bố mẹ mà chú đã bán, người ta đã trồng cảnh nha. Dạ, thôi chú giới thiệu những cây dừa nào mà bố mẹ nào mà lớn nhất đi chú. Đây nè, đây là mấy cây dừa bố mẹ là nó được 15 tuổi nè. Này 15 tuổi hả chú? 15 năm tuổi đó. 15 năm tuổi. Đây 15 năm tuổi, để con quay. Đây là cây dừa theo ước lượng cây dừa có chiều cao này khoảng mấy mét chú? Cây dừa này chắc chừng cũng 1 2 3 khoảng chừng 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi. Là 15 năm. Đã 15 năm mà nó có cái chiều cao khoảng 4 mét rưỡi của chú anh chị các bạn. Nhưng mà quý cô chú anh chị các bạn coi cái quầy nó mới quan trọng nè. Tại cái dừa truyền thống mình á, hoặc những cái loại dừa mà sim xanh, dừa Mã Lai hồi xưa nó không bao giờ nó có số lượng trái ở cái độ tuổi này đâu. Nhưng mà đây 15 năm tuổi mà quầy quý cô chú anh chị các bạn coi nó treo quầy này, ý nó cho trái như vậy nè. Thì những cái dừa con của nó thì hổm này kênh cũng đã quay những video clip để trái nó y vậy luôn, không gì khác quý cô chú anh chị các bạn. Đây là dừa Mã Lai nha. Nó có cái màu hơi hường hường á. Đít thì bằng chứ không có nhọn lắm. Nè, đã 15 năm tuổi quý cô chú anh chị các bạn. Ở đây chú trồng được khu này là nhiều cây không chú? Tôi trồng tổng cộng chắc cũng khoảng được 200 cây. À 200 cây. Rồi đi lại đẳng con coi cái mấy cây dừa kế đây nữa. Tại này cái này, ủa chú Mười, cái này là chú để khô để bán cho để khách khô, ha. Bán luôn. Dạ dạ. Để khô không có bán dừa nào. Dạ dạ. Không có bán dừa nào đây nữa nè. Rồi xin giới thiệu quý cô chú anh chị các bạn là chú Mười là chủ yếu là để dừa giống, dừa khô, dừa giống để cung ứng cho thị trường, nếu mà quý bà con nào muốn trồng thì chú Mười để. Cho nên quý cô chú anh chị các bạn thấy không? Dừa nó khô nè, nó có màu hơi đen đen lại rồi đó. Quá trời trái luôn nè. Thì kênh cũng đã nói rồi, những cái cây dừa con bố mẹ mà nó có dừa con, xin lỗi, dừa con mà có độ tuổi từ 2 tuổi mấy đến 3 tuổi mà nó cho hoài vậy á, thì nó cũng từ những cái cây giống bố mẹ này ra nè quý cô chú anh chị các bạn. Và 15 năm tuổi rồi nhưng mà nó vẫn cho trái như vậy. Cho nên là quý cô chú anh chị các bạn, chúng ta hãy chọn cái giống dừa này chúng ta trồng cho bảo đảm. Để mà quý cô chú anh chị các bạn chúng ta trồng những cái giống dừa khác đó mà nó ăn ở được một giai đoạn đầu có 3-4 năm rồi nó không có trái nữa, lúc đó là nó rất là dở. Đó, mình xuống đây mình làm rõ luôn, cái này là đầy đủ luôn nè. Trời ơi, cái quài với chi trái quá trời trái luôn chú. Trái tới mày ham luôn trời. Nè quý cô chú anh chị bạn, 15 năm tuổi nè. Quá đã luôn. Đó, cái cây dừa này nó cũng trọng lượng, ý chiều cao nó cũng khoảng có chừng 4 mét mấy à. Nên chú đứng ở đó là cũng 1 mét mấy rồi. Dạ. Xem bữa vô có ăn thêm. Dạ. Cũng xem canh thêm bữa nha. Mà chú cái dừa này mà nó mà sau khi mà nó trổ nó cho trái mà tới giai đoạn khô là bao nhiêu tháng luôn chú? Nó khô khoảng, đen đen. 7 tháng. 7 tháng ha. 7 tháng nó khô. Dạ. Từ lúc mà trổ buồn ra tới khô là 7 tháng. Dạ. Ủa cái mấy cái hoài mà nó đen đen đó là cái đó là mình chuẩn bị mình hái được hả chú? Chuẩn bị chặt á, cuối tháng chặt. Cuối tháng chặt. Cuối tháng là chặt. Là cái đó nó đã khô rồi ha. Nó đã khô rồi đó, cuối tháng thì chặt xuống. Dạ. Tại do ánh nắng mặt trời cho nên không có thấy rõ được cái trái nó màu đen quý cô chú anh chị các bạn.
Rồi giờ là chú Mười sẽ hướng dẫn cho quý cô chú anh chị các bạn cây dừa này là ở tuổi thứ mấy chú? À, nó có tuổi khoảng 8 năm. 8 năm. À, 8 năm rồi. Đây, Một mỗi cái cây chiều dừa cao chú, coi chiều cao thì từ chiều gốc cao luôn. nó khoảng chừng 2 mét rưỡi à. À, đó, Hai 2,5 mét từ quý cô chú anh chị bạn thấy từ cái chỗ đỉnh đầu của chú Nó có 2 Mười mét rưỡi lên thôi. 2,5 mét. Đây cây dừa anh chú nói là mấy bao nhiêu tuổi? Nó 8 năm tuổi. 8 năm tuổi. 8 năm tuổi dừa này. Đây, cái này chú cũng để giống luôn Để vậy giống ha. hết, chú Để bán giống hết. dừa giống không à? Dạ. Chú để cung cấp dừa Đây, giống ngoài nè quý cô chú anh chị các bạn. Rất là nhiều trái luôn. Nó vậy đó. Đó, đây là dừa 8 năm tuổi. Đây là một đằng phía trước màn ảnh quý cô chú anh chị các bạn thấy nè kìa. Trái rất là xum xê luôn. Đây. Đó. Ở trên có đốt nhà góc bên đây nữa nè. Nhìn hồi đó giờ con chưa thấy cái gì, tại vì con chưa có thấy loại dừa bố mẹ nào mà cỡ ở từ 8 năm tới mười mấy năm á. À, quý cô chú anh chị các bạn coi nè. Đây dừa 8 năm nè, cây này con nghĩ nó chừng 3 mét, hơn 3 mét thôi chú. Không tới 3 à, mét không đâu. Tới 3 mét. 2 mét, 2 mét. 8 năm Mét. tuổi mà hoài kìa. Đó, quý cô chú các bạn thấy đã chưa? Mùa dừa vậy là mới chắc chắc cú chắc ăn nè quý cô chú anh chị các bạn. Đây. Đây nữa nè. Treo lủng lẳng luôn. Hoài chị, hoài em, rồi hoài cháu, đủ loại. Đây nữa nè. Đó, quý cô chú anh chị các bạn thấy không? Trái đùm đề luôn. Quá trời luôn. Nè, nó khô nè quý cô chú anh bạn thấy cái màu hơi đen đen là đó nào nó khô đó, tại vì chú để vừa giống hết. À, chú quý cô chú anh chị bạn còn có quà này còn mấy chục trái luôn mà trái rất là to nha, rất là ngon. Mình cũng xin giới thiệu quý cô chú anh chị bạn dừa Mã Lai hiện tại bây giờ nó đang qua mặt dừa sim lùng, cái dừa sim xanh và dừa cả dừa 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 đỏ luôn, là sim đỏ đó. Tại vì hiện tại thì tùy theo người dân thích trồng, nhưng mà hiện tại là giá thị trường để dừa Mã Lai nó có giá cao hơn. Thứ nhất, dừa Mã Lai là vận chuyển nó không có bị dập, tại cái vỏ nó không có dập bằng giống dừa sim xanh. Cái thứ hai nữa, dừa Mã Lai cái lượng nước uống rất là ngọt, nó không có thua dừa sim xanh với sim đỏ. Dạ, nó ngọt hơn luôn á. Và cái thứ ba nó là dừa Mã Lai nó trái nó to, cho nên là khi chúng ta chặt ra này số lượng nước ở trong trọng nó nhiều nước hơn, cho nên dân người ta thích. Và cái tiếp theo nữa là dừa Mã Lai này á, là nó cũng dây luôn, nó trái rất là nhiều, nó không có thua gì dừa sim xanh và dừa sim đỏ, cho nên thị trường bây giờ người ta đang chọn dừa Mã Lai. Còn nếu vừa quý bà con nào mà muốn trồng dừa sim xanh hoặc dừa sim đỏ thì chúng ta cứ việc trồng nha. Quá trời nè quý cô chú anh chị các bạn. À, trái nè, quá trời trái luôn. À, trái mút đẳng luôn quý cô chú anh chị các bạn thấy không? À, chú để nè. Đây nè quý cô chú anh chị các bạn. Thì cũng xin giới thiệu quý cô chú anh chị các bạn thì đây là chú Mười ở xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Dừa chú là chủ yếu là cung giống, đúng cây giống luôn, đúng chuẩn luôn, là bán cho bà con. Đặc biệt đây là chú không có bán dừa uống nước, chú bán dừa để chúng ta ươm giống, chúng ta trồng. Và chú sẽ tạo điều kiện nếu mà bà con nào gần xa, nếu mà ở gần ở đồng bằng sông Cửu Long có thể mua dừa mộng, chú sẽ cung ứng dừa mộng theo cái mộng ngắn hoặc dài. Và những cái bà con nào mà ở miền Trung, miền Bắc thì sẽ mua dừa khô như vậy để mà chúng ta vận chuyển cho nó an toàn. Và trong cái quá trình mà quý cô chú anh chị các bạn mà vận chuyển ra ngoài thì chú Mười sẽ hướng dẫn thêm những cái video tiếp theo để cho quý cô chú anh chị các bạn biết để chúng ta ươm dừa nó lên tại ở quê của mình á. Chứ mà chúng ta ở xa quá chúng ta mua dừa lên mộng phần vận chuyển ra ngoài rất là khó. Tại cái dừa lên mộng cao là một nè, thứ hai nó có ra rễ đó, nó có bầu, có phân ở dưới cho nên là nó rất là khó. Cho nên là khuyến khích bà con là ở miền Trung, miền Bắc chúng ta mua dừa là khô, chúng ta về chúng ta rắm để trồng kịp vào đúng cái thời điểm mùa mưa năm 2021. Rồi con cũng cảm ơn chú Mười đi chú Mười. Cảm ơn chú Mười rất nhiều hen. Để con sẽ nhờ chú hướng dẫn thêm những video tiếp theo về cái cách rắm và cách ươm dừa hơn ha chú. Rồi, con cảm ơn chú Mười. Rồi. Xin trân trọng cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn nha.